Xin được chào mừng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì, và ngày hôm nay chủ đề của chương trình là giải pháp phòng ngừa biến chứng suy thận do phì đại tiền liệt tuyến. Thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến còn có tên gọi là phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Tuy nhiên thì bệnh thực chất không phải lành tính như tên của nó, bởi vì ngoài những cái triệu chứng gây ra cho bệnh nhân rất khó chịu như đi tiểu đêm nhiều lần, tiểu bí, tiểu khó, thì nếu như không cẩn thận thì còn có thể bị biến chứng nguy hiểm như suy thận. Vậy thì làm thế nào để có thể tránh được những triệu chứng khó chịu cũng như phòng ngừa được những biến chứng suy thận từ phì đại tiền liệt tuyến? Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách nữa xin được giới thiệu, chú Bùi Ngọc đến từ Hà Nội. Vâng, xin chào MC và xin chào các quý khán giả trên màn hình nhỏ. Trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Nhân vật đầu tiên trong phóng sự kỳ này là một người lính bộ đội Cụ Hồ, bác Nguyễn Đức Du, 72 tuổi, trú tại thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Từ chiến trường khốc liệt trở về, bác lại là một người nông dân hàng ngày miệt mài với đồng ruộng cây cỏ, một cuộc đời bình lặng và an yên. Nhưng tuổi già cũng là lúc bác phải đối mặt với chứng tiểu đêm, tiểu khó của căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến đầy mệt mỏi. Tôi tên là Nguyễn Đức Du, thuộc thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Năm 71 tuổi thì tức là tôi tự nhiên đi giải. Đi mấy lần, người thấy mệt mới cứ đang chợp ngủ lại phải đi giải. Một đêm rồi khoảng 4-5 lần. Đi thì cứ phải dặn hoặc là đi nó không hết. Tôi xuống huyện khám thì bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt 30 gram. Thế thì bệnh viện người ta cho thuốc về dùng. Tôi dùng thuốc Tây là dùng độ khoảng vài đợt. Một tháng là chắc chắn phải 3 đợt, hơn một tháng. Về tôi đi kiểm tra lại thì nó lên được 45 gram. Tôi rất là sợ, gần ngủ thì lại phải đi. Thế thì làm sao mà nhiều tuổi rồi thì nó lại mất giấc ngủ. Thế để thì nhầm mệt thì mới nó khó chịu, mới lại đã khái là no chứ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi rất mong được lắng nghe phần giải đáp của bác sĩ, đó là tại sao những bệnh nhân bị phì đại tiền liệt tuyến thì hay phải đối mặt với lại biến chứng suy thận ạ? Thế nào là tuyến tiền liệt bị phì đại? Bình thường ở nam giới tuyến tiền liệt chỉ nặng 20 gram, nằm sau xương mu phía trước trực tràng và ôm lấy cổ bằng quang và hai niệu đạo. Bởi vậy khi tuyến tiền liệt phì đại to lên thì nó chèn ép vào cổ bằng quang và niệu đạo, dẫn đến các cái chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không hết, tiểu ngắt quãng, tiểu xón. Mà tuyến tiền liệt phì đại lên ý, do enzyme xúc tác 5 alpha reductase nó kích hoạt làm cho testosterone của nam giới biến đổi thành dehydrotestosterone. Và khi tuyến tiền liệt to lên thì nó gây ra hai cái hội chứng. Thứ nhất là hội chứng chèn ép và thứ hai là hội chứng kích thích. Hội chứng chèn ép là gì? Không đi được mà phải dặn và cảm thấy là không đi hết nước tiểu. Còn cái hội chứng kích thích là gì? Bệnh nhân lúc nào cũng muốn đi. Tiểu đêm thì đi tiểu rất nhiều lần, trên 3 lần. Còn bình thường chỉ 1 hoặc đến 2 lần là cùng thôi. Và tiểu nhiều gì ban ngày đi đến trên 8 lần, có khi 14, 15 lần. Và bởi vậy lượng nước tiểu nó tồn dư ở bằng quang. Và dẫn đến nó gây trào ngược lại theo niệu quản và đi lên thận. Và dẫn đến làm sao giãn đài bể thận. Và giãn đài bể thận nếu mà không được điều trị đến nơi đến chốn thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng viêm thận. Và dẫn đến suy thận cấp, và nếu không điều trị thì nó cũng sẽ dẫn đến suy thận mãn. Suy thận cấp mà khi có triệu chứng viêm thận ý, thì bệnh nhân sốt cao, người mệt mỏi, chán ăn và cảm thấy khó thở. Nếu mà không được điều trị thì chuyển sang viêm thận mãn, sẽ phù ở chân, gọi phù thận đấy, tăng kali máu hoặc là loãng xương, rồi một loạt các triệu chứng khác rất là nặng nề. Nếu không được điều trị cũng dẫn đến phải chạy thận nhân tạo. Và nếu chạy thận nhân tạo mà không tốt ý, thì cũng dẫn đến làm sao sẽ dẫn đến tử vong. Thưa bác sĩ, như vậy thì phì đại tiền liệt tuyến không hề lành tính như là chúng ta vẫn nghĩ đúng không ạ? Vậy thì ngoài suy thận, bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến còn có thể đối mặt với những nguy cơ biến chứng nào khác ạ? Không được chẩn đoán đúng, điều trị đúng thì nó dẫn đến không phải chỉ có một biến chứng suy thận mà nó còn kèm theo 4-5 biến chứng khác. Ví dụ như thứ nhất là bệnh nhân có cái bí đái hoàn toàn. Bởi vì cái tuyến tiền liệt to nó chèn hoàn toàn cái cổ bàng quang và cái niệu quản, cho đó bệnh nhân không đi tiểu được, chỉ có cái phải đến y tế thông tiểu. Và nhiều khi nếu thông nhiều lần ý,
thì cuối cùng là nó sẽ dễ gây cái viêm nhiễm đường bàng quang. Và đặc biệt nữa là có cái chỉ định thấy rằng nếu mà tuyến tiền liệt to quá thì phải mở thông dẫn lưu cái bàng quang. Ngoài cái bí đái hoàn toàn ý, thì bệnh nhân còn mất chức năng bàng quang. Bởi vì bàng quang cứ co bóp mãi để đẩy nước tiểu ra mà không đẩy được. Cuối cùng là làm sao? Cái phản xạ thần kinh của bàng quang nó đờ ra và mất chức năng bàng quang. Đấy là cái biến chứng thứ hai. Còn biến chứng thứ ba là nếu tích tiểu từ lâu lại ở bàng quang, và như chúng ta thấy những trường hợp này người ta cảm giác đi tiểu không hết khi nước tiểu tồn dư tạo thành cái sỏi bàng quang. Mà khi có dấu hiệu sỏi bàng quang rồi thì bệnh nhân thường có kèm theo là gì? Đái buốt, đái rắt. Đấy, và có thể viêm nhiễm bàng quang nữa. Biến chứng thứ tư đấy là viêm nhiễm của cái đường nước tiểu. Mới thì viêm niệu đạo và viêm bàng quang. Muộn thì người ta có thể viêm thận và viêm niệu quản. Viêm nhiễm này thường bệnh nhân có sốt cao và đi tiểu nó có máu, thậm chí có mù. Ngoài ra còn một cái biến chứng nữa, đó là cái suy giảm sinh lý ở nam giới và rối loạn cương dương và xuất tinh ngược dòng. Đấy là những cái biến chứng của cái bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt. Vậy thì làm thế nào để người bệnh có thể phòng ngừa được những cái biến chứng của phì đại tiền liệt tuyến, nhất là với biến chứng suy thận ạ? Khi có cái triệu chứng thấy rằng là mình tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt thì mình phải đến khám chuyên khoa ngay. Bởi vì cái chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt nó cũng có ở nhiều chứng bệnh khác. Ví dụ như triệu chứng của bàng quang tăng hoạt, ví dụ như viêm đường tiết niệu bình thường, hoặc ví dụ như trường hợp suy thận. Cái thứ hai nó có chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ nó phải khoa học, tăng cường rau xanh chất xơ và uống đủ nước, tránh những chất kích thích cay nóng như cà phê, rượu, phải quản lý cái cân nặng, tránh béo phì, tránh hút thuốc lá, tập luyện thể dục thể thao. Cái giải pháp khắc phục cái triệu chứng của bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt và các cái biến chứng của tuyến tiền liệt có rất nhiều giải pháp. Ví dụ sử dụng bằng các cái thuốc của y học hiện đại có tác dụng giảm kích thích tuyến tiền liệt và cải thiện được các cái triệu chứng. Nhưng nếu sử dụng lâu thì nó cũng gây ra có cái tác dụng phụ và biến chứng. Bởi vậy hiện nay xu hướng của Việt Nam cũng như thế giới là tìm đến những cái thảo dược thiên nhiên, đó là cây cọ lùn, rồi vỏ cây anh đào châu Phi, dầu hạt bí đỏ đã được chứng minh trên nền tảng khoa học có tác dụng làm sao ức chế cái men enzyme 5-alpha-reductase, là cái men nó làm chuyển hóa testosterone thành dihydrotestosterone. Mà chính dihydrotestosterone này nó kích thích làm cho các tế bào tuyến tiền liệt phì đại và phát triển to lên, chèn ép vào bàng quang và niệu đạo, đã được chứng minh bằng cái bằng chứng khoa học ở một trường đại học ở y ở Mỹ, từ vùng California ở Hoa Kỳ. Sử dụng riêng quả cọ lùn với 320mg trong một ngày, và sau 2 tuần người ta thấy rằng là các cái bệnh nhân được nghiên cứu đó thì giảm gần như là 100% các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không hết, tiểu ngắt quãng, giảm được kích thước đến 50%. Còn những bệnh nhân cũng là trong nghiên cứu nhưng dùng giả dược thì lại tăng lên đến 10%. Và tất cả kết quả là làm sao không có tác dụng phụ và có ý nghĩa thống kê. Sử dụng thêm một số các thảo dược có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, đó là tầm ma và bồ công anh, cranberry, buchu và uva uchi, chống cái sự bám dính của cái vi khuẩn ở cái niêm mạc bàng quang và ở cái niệu đạo, và đồng thời lợi tiểu để đẩy các cái vi khuẩn này ra, do đó các tác dụng chống viêm tốt. Ngoài ra còn phối thêm cái lycopene, thành phần của cà chua, nó có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa được những cái biến chứng của bệnh lý tuyến tiền liệt. Các cái vitamin B6, vitamin E và đặc biệt là có yếu tố vi lượng như là kẽm, đồng và silen có tác dụng làm sao bồi bổ cái tuyến tiền liệt và cái chân thận, đặc biệt là có cái kẽm phục hồi được cái chức năng sinh lý của nam giới. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây. Bác Dương ạ, ngày hôm nay em đến đây là em gặp bác, mà em có một cái điều là em muốn nói lắm ấy ạ. Câu lạc bộ văn nghệ của mình ấy, thơ ca xóm mình ấy, dạo này là không có bác là cứ như là rắn mất đầu ấy bác ạ. Bây giờ em đến đây là em muốn nhờ bác là hay là thôi bác quay trở về câu lạc bộ thơ ca của mình đi cho nó vui. Thật sự tôi cũng muốn quay trở về lắm, nhưng mà mỗi người có một cái khổ riêng cô ạ. Khổ riêng ấy ạ? Ô chứ khổ gì ạ? Chẳng giấu gì cô. Dạ. Tôi là bị cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Nói chung là nó khó chịu lắm. Người mệt mỏi, nhất là lại rối loạn tiểu tiện. Thế thì không sao, cái này em có thể giúp bác được. Em có một cái giải pháp rất tuyệt vời. Cái giải pháp của em ấy, đấy là cái giải pháp từ các thành phần thiên nhiên, ví dụ như là dầu hạt bí đỏ này,
vỏ cây anh đào châu Phi, tầm ma kết hợp cùng với cả các vitamin này và nguyên tố vi lượng như là vitamin E, vitamin B6 này, kẽm, đồng và selen. Đấy, cái giải pháp này là giúp co nhỏ kích thước tiền liệt tuyến này, giảm nhanh các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, lại còn phòng ngừa biến chứng của bệnh nữa đấy bác ạ. Thế thì chuẩn rồi. Tôi mà có cái giải pháp này thì tôi lại bắt đầu tham gia câu lạc bộ thơ ca của mình thôi. Bác nhớ nhá, bác tham gia luôn nhá. Thưa chú Bùi Ngọc, được biết là chú cũng là một người bị phì đại tiền liệt tuyến đã 5 năm nay rồi ạ. Mời chú có thể chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả được không ạ? Thời kỳ đầu tiên thì tôi đi giải thấy có vẻ như không bình thường, cứ phải đứng lên dặn thì mới ra được. 2-3 tuần sau thì cái cảm giác khó chịu đó tăng lên một cách chóng mặt. Trong một đêm mà đi giải 2-3 lần thì nay đã lên tới 5-6 lần tôi mất ngủ vì cái bệnh tiểu đêm này. Thế thì sau đó thì tôi mới đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận tôi là bệnh phì đại tiền liệt tuyến, kích thước 45 gram. Nếu không cẩn thận là có thể biến chứng suy thận. Một đêm tôi phải dậy đến 5-6 lần và mỗi một lần đi thì cảm giác rất là bí. Tức là phải dặn thì mới đi được. Thế nhưng mà dặn rồi nhưng mà đi xong rồi nhưng mà cảm giác lại vẫn muốn đi nữa. Thế thì khi đi vào thì nhiều khi là nằm chưa ấm chỗ, lại quay ra đi, làm cho tôi cái đêm thì mất ngủ. Thì do cái mất ngủ đó mà lại không ăn được, tôi sụt tới 4 cân. Bony Men có đầy đủ các cái thành phần mà tôi kể trên, xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên, đó là cây cọ lùn, rồi vỏ cây anh đào châu Phi, dầu hạt bí đỏ, kết hợp với các cái yếu tố chống viêm kháng khuẩn tốt như là tầm ma, bồ công anh, sử dụng thêm các cái thảo dược như là cranberry, buchu và uva uci chống cái sự bám dính của cái vi khuẩn ở cái niêm mạc bàng quang và ở cái niệu đạo, và đồng thời lợi tiểu để đẩy các cái vi khuẩn này ra, do đó các tác dụng chống viêm tốt. Ngoài ra còn phối thêm các cái vitamin B6, vitamin E và đặc biệt là có yếu tố vi lượng như là kẽm, đồng và silen bồi bổ cái tuyến tiền liệt và cái chân thận, đặc biệt là có cái kẽm phục hồi được cái chức năng sinh lý của nam giới. Bony Men hỗ trợ điều trị bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt rất là hữu hiệu, giảm kích thước, và giảm kích thước được thì giảm triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không hết, tiểu ngắt quãng, ngăn ngừa được các cái biến chứng của bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt như là viêm tuyến tiền liệt này, sỏi bàng quang này, rồi là suy thận. Bony Men đã được sản xuất đạt chuẩn GMP. Bony Men bào chế với cái công nghệ cao, tức là siêu nano, giúp cho các cái thảo dược tự nhiên và các cái yếu tố vi lượng đó nó tăng hấp thu và tăng cái hiệu lực, tiện lợi sử dụng, an toàn, hiệu quả. Thưa bác sĩ, là bạn tôi gần đây thì cái sinh hoạt của anh ấy, tức là cảm giác là đi tiểu đêm ấy từ tăng lên 3-4 lần. Thế thì cái cảm giác mà bí đái, mà khi đái mà nó không được bình thường ấy thì lại phải dặn. Thế thì đấy có phải là triệu chứng của bệnh phì đại tiền liệt tuyến không? Nếu trường hợp anh bạn tôi như vậy thì có thể sử dụng Bony Men có được không bác sĩ? Bạn anh ấy nên đi kiểm tra để xem có phải bị phì đại tuyến tiền liệt không. Và qua cái triệu chứng thì đúng là bạn anh bị hai cái hội chứng, là hội chứng kích thích và hội chứng tắc nghẽn, tức là đi không đi được. Thứ hai là đi nhiều lần tiểu đêm thì theo tôi có lẽ là 80-90% là phì đại tuyến tiền liệt. Mà khi bị phì đại tuyến tiền liệt thì bạn anh có thể sử dụng Bony Men xuất xứ từ Canada. Như của anh, Bony Men đầy đủ các cái thảo dược tự nhiên, nó đánh vào cơ chế nguyên nhân, tức là sẽ làm giảm kích thước tuyến tiền liệt, và giảm kích thước tuyến tiền liệt thì sẽ giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần và khó đi tiểu. Với tinh thần của một người bộ đội Cụ Hồ không cho phép bác Du đầu hàng ngay cả với bệnh tật, để bây giờ những nỗ lực của bác đã được đền đáp khi chứng tiểu đêm, tiểu khó của căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến không còn hành hạ bác đêm ngày nữa. Thế là tôi vô tình tôi cứ xem mạng thì tôi thấy công ty này, cái Bony Men nó cũng giá trị. Thế tôi điện thì các cháu nó tư vấn, thế đồng thời là tôi mua. Thì mới mua một đợt mới là 4 lọ Bony Men. Thế là tôi uống rồi tôi thấy đỡ. Thế để tôi mua tiếp là 6 lọ Bony Men thì công ty lại tặng một lọ. Đấy. Thế tôi uống hết 7 lọ thì tôi đỡ nhiều lắm. Đi tiểu đêm nó trước thì 4-5 lần, về sau chỉ cần 1-2 lần. Đến bây giờ thì một lần hoặc có khi không.
Thế tư tưởng nó thoải mái, cái người nó khỏe hơn, nó dễ chịu, ngủ không mất ngủ nữa. Đấy thì công việc nó cải thiện thì ai chả phấn khởi. Thấy thế tôi mua một liệu trình Bonumen, thì uống một liệu trình tôi đi khám rồi thấy kết quả nó rất bất ngờ. Tôi lên tận viện tỉnh tôi khám mà, nên khám được các cháu nó ngoan lắm, các cháu nó bảo rằng của ông không to. Thế tổ thuyết xem lại cho tao xem là nị không to, thế nào nị rút nhanh thế. Thế thì cháu nó ngoan lắm nào. Thế thì ông tốt nhất ông ra uống nước đi. Thì bằng quang ông hít nước tiểu, ông ra uống nước vào con chỗ ôm lại cho ông thì nó chính xác hơn. Thế tôi ra tôi mua nước tôi uống nghỉ ngơi độ một tiếng. Tôi vào thì cháu nó nhận được thì nó siêu âm lại nó hỏi giờ chính xác lắm ông ạ. Chính xác thì chỉ có 19 thôi. Đến bây giờ thì tương đối ổn định, nó không phải đi giải đêm nữa. Thế và hoặc là quá trong một lần đó. Trong tiểu nó to, khỏe đã khái là đi cũng được độ mét. Bonimen là sự kết hợp toàn diện của các thảo dược như quả con lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi cùng các vitamin nguyên tố vi lượng. Bonimen giúp giảm kích thước tuyến tiền liệt, giảm nhanh triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu bí, tiểu xón, tiểu dắt. Bonimen được sản xuất bởi công ty dược phẩm Viva Pharmaceutical đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bonimen, sản phẩm của Canada. Xin được cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi những cái thông tin rất là bổ ích ạ. Cảm ơn chú Bùi Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.